Danh tính vị sư phụ dạy võ cho Bác Hồ. Xin chào các bạn khán giả đang theo dõi Việt Sử Toàn Thư. Bác Hồ từng nói một câu rất nổi tiếng rằng: "Tôi mong rằng đồng bào ai cũng cố gắng tập thể dục, tự tôi ngày nào cũng tập." Nhìn vào những tấm ảnh tài liệu, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh đáng kính, chúng ta chắc hẳn sẽ không thấy bất ngờ, bởi vì có rất nhiều bức ảnh liên quan đến việc Bác chơi thể thao, kể cả khi đã cao tuổi, như bơi lội, bóng chuyền, đánh bia, thậm chí là tập võ. Vậy các bạn đã bao giờ tự hỏi rằng Bác Hồ học võ từ ai và từ bao giờ chưa? Nếu có thì hãy cùng theo dõi video này để biết về một vị sư phụ rất đặc biệt đã dạy võ cho Bác Hồ nhé! Bác Hồ và ý thức rèn luyện nâng cao sức khỏe. Trong lời kêu gọi toàn dân tập thể dục đăng trên báo Cứu Quốc ngày 27 tháng 3 năm 1946, người đã nêu rõ: "Ngày ngày tập luyện thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ để giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới." Không biết từ bao giờ, chúng mình nhìn lại những tấm ảnh tư liệu và rất bất ngờ vì trong hoàn cảnh thời chiến mà Bác Hồ vẫn rất hăng say tập luyện thể thao. Một nhà lãnh đạo đam mê, yêu thích nhiều môn thể thao, đặc biệt là trong hoàn cảnh đang có một cuộc chiến tranh vệ quốc diễn ra như Bác Hồ, quả thật là một điều hiếm có. Có thể nói rằng, Bác Hồ là một fan ruột của rất nhiều môn như võ, bóng chuyền, bơi lội và cả môn bia nữa. Có lẽ do thời gian ở Pháp, Bác vốn đã làm quen với bộ môn mà ngày nay chúng ta gọi là bia phăng. Những người từng gần gũi Bác Hồ cho biết, Bác kết hợp tập luyện với một chế độ ăn uống chừng mực hợp lý, làm việc, nghỉ ngơi, năng suất cao và khoa học. Vì thế, tâm hồn luôn lạc quan, thanh thản và một lối sống thanh cao điều độ. Ông Vũ Kỳ kể rằng, chiều chiều sau giờ làm việc, Bác lại đi tăng gia sản xuất hoặc đánh bóng chuyền cùng anh em ở cơ quan. Bác chơi bóng rất hoạt bát nên hôm nào có Bác là sân bóng sôi nổi, vui hẳn lên. Tại Việt Bắc, nhà đạo diễn điện ảnh Xô Viết nổi tiếng Roman Kelman từng hỏi: "Thưa Chủ tịch, mỗi ngày người làm việc mấy giờ?" Và Bác vui vẻ trả lời: "Tôi thức dậy cùng tiếng chim hót và chỉ lên giường khi bầu trời mọc đầy sao." Bác là người yêu mến và trân trọng văn hóa phương Đông, trong đó có võ thuật. Bác tập võ để dưỡng sinh, song bên trong thói quen này ẩn chứa cả nhân sinh quan và vũ trụ quan của con người phương Đông như Bác. Bác luôn luôn xem việc rèn luyện là điều kiện thiết yếu để con người trưởng thành. Vị sư phụ dạy võ cho Bác. Một điều phải nói về Bác Hồ nữa chính là Bác rất giỏi võ, kể cả võ Tây, võ Ta, võ Tàu thì Bác đều nắm rất chắc. Nếu không thì sao, Bác có thể sửa lại tư thế cầm kiếm cho một vận động viên cơ chứ? Chuyện Bác Hồ học võ Trung Hoa bắt đầu từ chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai và Phó Thủ tướng Hạ Long vào tháng 10 năm 1956. Hạ Long vốn nổi tiếng là một chính trị gia ham thích bộ môn võ thuật của Trung Quốc. Trong cuộc gặp này, ông đã giới thiệu cho Bác về tác dụng dưỡng sinh và trị bệnh của bộ môn Thái Cực Quyền. Môn võ này là võ thuật cổ truyền của Trung Quốc, với đặc trưng là các động tác trường quyền uyển chuyển, chậm rãi, kết hợp với điều hòa hơi thở, rất tốt cho sức khỏe đối với mọi lứa tuổi, với hai hình thái dưỡng sinh và chiến đấu. Nghe giới thiệu từ Hạ Long, Bác Hồ đã rất hứng thú và đề nghị Trung Quốc cho chuyên gia sang nước ta để hướng dẫn Bác tập luyện. Sau chuyến thăm ấy, Ủy ban Thể dục Thể thao Trung Quốc đã giao nhiệm vụ này cho võ sư Cố Lưu Hình. Về Cố Lưu Hình, ông là người Thượng Hải, sinh năm 1908 và mất năm 1990, nổi tiếng là một trong những chuyên gia về Thái Cực Quyền trong và ngoài Trung Quốc. 11 tuổi, ông đã đến với võ thuật và cứ như thế, cả đời ông chỉ có võ. Ngoài việc chuyên tâm luyện quyền, ông còn thăm viếng nhiều bậc đại sư, danh sư quyền thuật khắp Trung Quốc, khiêm tốn học hỏi, chuyên tâm nghiên cứu Thái Cực Quyền. Ông cũng từng nhiều lần ra nước ngoài dạy quyền và vinh dự truyền dạy Thái Cực Quyền cho Bác Hồ. Theo hồi ký của Cố Lưu Hình, ông viết như sau: "Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 1957, tôi vinh dự được sang Việt Nam dạy chủ tịch tập Thái Cực Quyền. Trước khi sang Việt Nam, vị võ sư này cũng đã không hết mực băn khoăn, vì Thái Cực Quyền có hai nội dung và một trong hai nội dung ấy là chiến đấu. Mà Bác Hồ thì đã cao tuổi, lại là lãnh đạo nhà nước, dạy nhẹ thì không hiệu quả, mà dạy mang nặng tính chiến đấu thì là không tôn trọng Bác." Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng Hoàng Trung, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao Trung Quốc đã nói với ông rằng: "Anh không cần phải dạy mấy thứ chiến đấu, kỹ tích đó,
mà chú ý đến phương diện y lý trị bệnh là được. Ngày 12 tháng 1 năm 1957, Võ Sư Cố đến Hà Nội bằng tàu hỏa, bác cử người của ban ngoại vụ ra đón. Thời gian đó, bác đang bận chủ trì một hội nghị của Đảng, nhưng ngày hôm sau, người vẫn thu xếp thời gian đến gặp Võ Sư Cố. Đại sứ La Quý Ba nói với Cố Lưu Hình như sau: dạy Thái Cực Quyền cũng là quan hệ ngoại giao. Thế là cả hai cùng đến gặp Bác Hồ tại nơi ở của bác. Hôm ấy, bác mặc bộ trang phục kaki giản dị, người nói chuyện với võ sư bằng tiếng Quảng Đông rất lưu loát và bàn về võ thuật suốt 2 đến 3 tiếng đồng hồ không nghỉ. Bác chia sẻ vào năm 1930, bác đã từng tập võ thuật tại Thượng Hải, cho nên sức khỏe cũng hồi phục rất nhiều. Khi đó, từng nhìn thấy một cụ già râu dài dạy Thái Cực Quyền tại khu Hồng Khẩu. Trong buổi gặp đầu tiên ấy, Cố Lưu Hình đã tặng bác 3 cuốn Thái Cực Quyền giản hóa do Ủy ban Thể dục Thể thao Trung Quốc ấn hành và toàn bộ hình ảnh Dương Trường Phủ đi quyền. Cũng trong buổi gặp này, bác chốt ngày tập với vị võ sư Trung Quốc vào ngày 5 tháng 2 theo giáo trình 40 ngày do Cố Lưu Hình biên soạn. Bác rất trân trọng nhân tài và cũng rất quan tâm đến mọi người nên đã chỉ thị cho những cận vệ và các cán bộ gần gũi mình cục tập luyện. Trước khi bắt đầu tập luyện, Bác Hồ cho thư ký Tạ Quang Kiệt đến đại sứ quán bàn bạc về kế hoạch huấn luyện. Thông qua thư ký của bác, Võ Sư Cố biết được Bác Hồ rất thích thể dục, vận động, ăn uống hết sức điều độ. Được biết thêm trước đây người thích cưỡi ngựa, đồng thời hứng thú với những con ngựa bất kham vì cho rằng những con ngựa này mới là ngựa tốt. Chỉ cần nắm được cách chế phục nó thì cưỡi nhanh như bay. Ngoài ra, người còn thích leo núi, chèo thuyền. Đồng thời cũng biết được trước đây, cận vệ của bác cũng từng có ý định hướng dẫn bác tập thiếu lâm quyền vào năm 1945. Nhưng do 2 năm bị giam trong nhà tù Quốc dân Đảng khiến sức khỏe bác bị ảnh hưởng, nên việc tập luyện đã không thể tiến hành được. Do đó, ông đã đề nghị cho bác tập nhẹ nhàng, thư thái, cốt để cải thiện giấc ngủ. Bác cũng đề nghị lại với võ sư cho bác tập cùng với tất cả mọi người cho vui vẻ, sôi nổi. Theo lời tựa cuốn Thái Cực Quyền của cố võ sư Cố Lưu Hình do ông Tạ Quang Chiến, nguyên Tổng cục trưởng Thể dục Thể thao Việt Nam và cũng là một cận vệ của Bác Hồ thời đó cho biết. Người rất trọng nhân tài và quan tâm đến mọi người xung quanh, nên chỉ thị cho chúng tôi tổ chức thành lớp học có gần 20 anh chị em cùng tham gia học Thái Cực Quyền. Chính tại cái sân rộng rãi, trách phía sau bên phải ngôi nhà một tầng, nơi người đã từng ở và làm việc gần 10 năm sau giải phóng thủ đô. Sáng, người dậy rất sớm để cùng lớp học nghiêm túc theo từng động tác của lão võ sư. Người còn cùng lớp học không bỏ buổi nào nghe võ sư Cố Lưu Hình giảng giải về lý thuyết võ học, võ đạo. Người thường ân cần hỏi han trân trọng và nhiều lần giữ lão võ sư ở lại cùng ăn sáng và trao đổi ý kiến rất cởi mở, thân mật. Võ sư Cố Lưu Hình viết: Hồ Chủ tịch quy định thời gian tập buổi sáng từ 6 giờ đến 6:30, chiều từ 18 đến 19 giờ. Trong buổi tiệc chúc mừng năm mới, tôi được Hồ Chủ tịch mời tham dự và giới thiệu một số cán bộ cao cấp, phần lớn trong số họ là xuất thân từ quân ngũ, cơ thể vạm vỡ, sức khỏe dồi dào. Tôi tự nghĩ là không biết liệu mọi người có chịu tiếp thu nguyên tắc của Thái Cực Quyền được hay không. Do vậy, tôi có đề nghị với Hồ Chủ tịch rằng, trước tiên giảng về quyền lý, phương pháp luyện tập để có cơ sở ban đầu. Hồ Chủ tịch rất tán đồng. Trong tự truyện của mình, Cố Lưu Hình cũng kể lại, bác rất chăm chỉ tập luyện. Buổi sáng, người thức giấc vào lúc 4 giờ, sau đó bật đèn và tập Thái Cực Quyền. Buổi sáng, bác cùng thư ký, cảnh vệ, đầu bếp tập 3 đến 4 lần quyền. Buổi tối lại ngồi xem võ sư hướng dẫn tập luyện, vừa tập theo, đồng thời vừa chỉnh tư thế cho mọi người. Người cũng kiên trì đợi tập cùng mọi người đến khi nào thuần thục mới thôi. Theo kế hoạch là 40 ngày, nhưng vì vậy mà phải kéo dài thêm. Từ ngày 5 tháng 2 đến ngày 16 tháng 4 đã trải qua 62 ngày luyện. Vì phải có kế hoạch về nước vào tháng 7 để tham dự Đại hội Võ Thuật. Do đó, võ sư Cố Lưu Hình đã bày tỏ ý định với bác trong một buổi tập quyền. Mấy hôm sau, bác đến gặp võ sư và nói: nếu đã vậy thì chúng tôi cũng không giữ anh ở lại nữa. Hy vọng sau này có cơ hội thì lại mời anh sang dạy quyền. Tại buổi liên hoan kết thúc khóa học, bác Hồ nói: Thái Cực Quyền đem lại hiệu quả rất tốt. Hy vọng mọi người kiên trì tập luyện, truyền dạy cho những người khác. Cảm nhận về Việt Nam và Bác Hồ của vị võ sư. Trích hồi ký của võ sư Cố Lưu Hình những ngày ở Việt Nam, ông đã viết như sau: tôi cảm thấy Hồ Chủ tịch có cảm tình rất sâu nặng với Trung Quốc.
luôn kể về những chuyện quá khứ của người tại Trung Quốc. Người nói trong những năm 20, do phong trào cách mạng bị giặc Pháp đàn áp nên người phải sang Trung Quốc, nhưng bị chính quyền Quốc dân đảng bắt cầm tù. Những vết thương trên cơ thể người là vết tích của những tháng ngày trong lao ngục để lại. Ông cũng kể lại rằng, khi đoàn ca múa Cáp Nhĩ Tân sang Hà Nội biểu diễn, trong buổi lễ chúc mừng, Bác Hồ đã giới thiệu ông là sư phụ dạy thái cực quyền của Bác với tất cả các thành viên trong đoàn. Đồng thời, Bác cũng bảo ông biểu một bài quyền cho mọi người xem. Một đoạn khác, Cố Lưu Hình viết: "Trong thời gian ở Việt Nam, có đến 3 lần Hồ Chủ tịch cho tôi tiền tiêu vặt, tôi kiên quyết chối từ. Cả 3 lần, người đều lấy lý do khác nhau, bắt tôi nhận bằng được. Khi chia tay, Hồ Chủ tịch còn tặng tôi một chiếc đồng hồ đeo tay làm kỷ niệm, tiền và quà tặng đều là tự người bỏ tiền túi ra. Có một lần khi trò chuyện cùng Hồ Chủ tịch, tôi có nói đến chuyện thuốc lá Việt Nam đắt đỏ. Hồ Chủ tịch không lâu cũng biếu tôi một cây thuốc Bạch Kim Long. Qua đó có thể thấy, người rất biết quan tâm đến mọi người dù chỉ là chi tiết rất nhỏ." Về con người Việt Nam, ông viết: "Trong thời gian ở Việt Nam, tôi cảm thấy người dân rất hiền lành, hữu hảo. Kháng chiến ác liệt, thu nhập tài chính của cả nước chỉ đủ nuôi bộ đội, phần còn lại là do Trung Quốc viện trợ. Người dân Việt Nam rất có cảm tình với nhân dân Trung Quốc. Có lần trong quán cà phê dùng điểm tâm, một số người Việt Nam thấy tôi mặc trang phục Tôn Trung Sơn liền rất thân thiện chào hỏi. Đi đến đâu tôi cũng cảm thấy tràn ngập một bầu không khí hữu hảo." Bên trên là câu chuyện Bác Hồ và vị sư phụ dạy võ thái cực quyền cho người. Ngày nay, dẫu đã có nhiều thay đổi, nhưng thể thao vẫn là nền tảng để phát triển thể chất trí não. Do đó, các bạn hãy nhớ lời Bác dặn và siêng năng tập luyện thể thao nhé. Hãy khỏe để xây dựng và phát triển đất nước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Đừng quên ấn nút like video và đăng ký kênh để ủng hộ kênh cũng như đón xem những video mới nhất trên kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Việt Sử Toàn Thư.